Và xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận các ván cờ hay, các tiêu điểm khai cuộc và chung cuộc mới nhất của các danh thủ đương đại. Vào buổi tối nay thì tôi xin được mạn phép gửi đến các bạn một chương trình bình luận một ván đấu cực kỳ là chất lượng và đầy cảm xúc diễn ra trong một giải đấu lớn giữa các tay cờ hàng đầu của kỳ đàn Trung Quốc. Đây là ván đấu trích ra từ vòng chung kết của giải cờ tướng Quán quân Trung Quốc tranh cúp Bích Quế Viên Bôi lần thứ 5 năm 2016 được tổ chức vào đầu tháng 12 tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là nơi hội tụ của các anh tài tuấn kiệt của môn cờ tướng, là những vận động viên đã giành được vòng nguyệt quế và trở thành kỳ vương Trung Quốc. Giải đấu Bích Quế Viên Bôi do tập đoàn Bích Quế Viên tài trợ, nó tiếp nối truyền thống của 29 năm rất là rực rỡ và vinh quang và đầy màu sắc truyền kỳ của môn cờ tướng tại giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi đã trở thành một thương hiệu rất là lớn. Sau năm 2009 thì giải đấu Ngũ Dương Bôi đã tạm gián đoạn và sau đó thì đến năm 2012 thì Bích Quế Viên Bôi ra đời. Và từ đó trở đi thì tất cả người hâm mộ, giới chuyên môn và các kỳ thủ đều tập trung hướng về thành phố Quảng Châu là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông và cũng là nơi mà là một cái lôi cờ tướng rất là phát triển trong lịch sử mấy chục năm đã qua. Và hàng năm thì cứ vào độ cuối năm, tức là tháng 12 thì các cao thủ ở đẳng cấp kỳ vương lại tề tựu đông đủ tại đây và tham gia tranh tài luận kiếm tại Bích Quế Viên Bôi để tìm ra nhà vô địch đoạt danh hiệu Vương Trung Vương, có nghĩa là vua của các vị vua. Giải đấu năm 2016 áp dụng luật thi đấu hai giai đoạn. Giai đoạn 1 chia làm hai bảng AB và thi đấu vòng tròn tính điểm để phân định thứ hạng và tìm ra ở mỗi bảng là hai kỳ thủ xuất sắc nhất dẫn đầu lọt vào vòng chung kết. Vòng chung kết của giải đấu bao gồm 4 kỳ thủ đi tiếp từ giai đoạn 1 là một vòng quân chiến, sẽ đánh tất cả là 6 vòng đấu, có nghĩa là 3 trận lượt đi và 3 trận lượt về để tính điểm và phân chia thứ hạng nhất nhì ba tư. Và kết quả cuối cùng thì sau giai đoạn 1 đã có sự góp mặt của 4 kỳ thủ hàng đầu là đại diện tiêu biểu cho trường phái tấn công, đó là các danh thủ Dương Thành, Đại Soái, Lã Khâm của đơn vị chủ nhà Quảng Đông, Ngoại Tinh Lai Khách Vương Nhất, nhân vật số 1 trên kỳ đàn Trung Quốc, Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Hâm, chủ tướng của đội tuyển Chiết Giang, và Loạn Chiến Thiên Vương Hồng Chí, và một cao thủ rất khét tiếng với những đường cờ rất là ma mị. Và như vậy là cuộc hội tụ ở vòng chung kết năm 2016 là một cuộc hội tụ trong mơ của những kỳ thủ mà thiên về lối đánh tấn công và là sự chờ đợi của tất cả các khán giả mà mơ ước muốn xem những đường cờ đối công rực lửa. Và quả thật, mùa giải 2016 Bích Quế Viên Bôi đã đọng lại trong ký ức của khán giả hâm mộ khắp nơi về những trận đấu thư hùng vô cùng là mãn nhãn và có một cái sự quyết liệt đến không ngừng. Những tưởng rằng là Lã Khâm là một cao thủ đã về già, tuy nhiên là đường đao của Lã Khâm vẫn còn rất là tráng lệ và ông đã gây bất ngờ lớn ở giải đấu. Phương Thiên Nhất thì vẫn ngạo nghễ ở vị trí số 1 kỳ đàn với những lối công thủ toàn diện, có thể coi là sát thương vô địch trong kỳ giới thời điểm đó. Triệu Hâm thì đã tỏa sáng từ khi còn trẻ với những đường đao đã trở thành thương hiệu, và một khi mà Lục Mạch Thần Kiếm tỏa kim quang là sẽ khiến cho đối thủ phải lăn xuống. Và cuối cùng là Loạn Chiến Tương Hồng Chí, một sát thủ trong những cuộc đối đầu hỗn độn, những cuộc chiến đối công gọi là một đi không trở về. Và trận đấu này diễn ra ở vòng thi đấu thứ ba. Và hai vòng đấu phía trước đó thì Triệu Hâm là người đang dẫn đầu đoàn đua với thành tích là một hòa một thắng. Vòng 1 anh ta hòa với cả Vương Nhất, vòng 2 đi tiên thắng Lã Khâm. Vương Nhất thì hòa cả hai ván trước đối thủ là Triệu Hâm và Hồng Chí. Còn Lã Khâm thì một thắng một thua, và thắng Hồng Chí ở ván 1, đứng thứ ba, và cuối cùng là Hồng Chí, và kỳ thủ mà sau này đã giành được cúp địch trong một cái tình thế rất là ngoạn mục.
Thì Hồng Chí thì khởi đầu khá chậm chạp bằng ván đầu tiên thất thủ trước Lạc Khâm trong thế đi tiên. Còn ở ván thứ hai thì anh ta hòa Vương Thiên Nhất, và như vậy là Hồng Chí đang rơi vào cửa tử và gặp ngay người đang dẫn đầu sau 3 ván đấu. Ở trận đấu này thì Hồng Chí dốc toàn tâm toàn sức với tinh thần là quyết thắng, bởi vì bây giờ hòa cũng như thua thôi. Vì nếu như để cho Triệu Hâm mà thoát lạc ở ván đấu thứ ba này thì gần như Hồng Chí sẽ không có cơ may để có thể bắt kịp các kỳ thủ đang trong nhóm dẫn đầu. Đấy. Và trận đấu này thì Hồng Chí đã khoai cục trước bằng sở trường đó là khởi mã. Và theo nhận định của Tây Độc Nguyễn Thành Bảo là cao thủ kỳ vương Việt Nam, thì Hồng Chí là một cố nhân của anh Bảo, đã từng gặp anh Bảo từ khi còn rất là trẻ với những trận đánh cũng rất là để đời. Thì anh Bảo có nhận xét về cờ của Hồng Chí, đó là loại hình rất là khó lường, và công không ra công, thủ không ra thủ ở phần khai cuộc, và thường không câu lệ lắm ở những cái phi đao khai cuộc. Nhưng mà điểm mạnh của Hồng Chí là những việc vận dụng trung tàn một cách rất là tài tình, uyển chuyển, và đặc biệt anh rất mạnh trong tình huống xô sát khi bàn cờ được đẩy lên trạng thái đối công một cách cao trào. Và giờ chúng ta hãy theo dõi ván đấu giữa Hồng Thiên Vương và Triệu Thiên Vương trong một cuộc chiến tay đôi để tranh đoạt Vương Trung Vương của Bích Quyến Bôi mùa giải 2016. Bên đỏ mã 2 tấn 3, và để đối phó với lức cờ khởi mã này thì bên đen đa phần đều sử dụng hệ thống là tiên nhân chỉ lộ, lấy tốt để chế mã, khống chế đường lên của mã là cách đi rất là quen thuộc mà cũng tương đối là hiệu quả. Ngoài cách này ra thì một số các kỳ thủ người ta có thể lựa chọn giải pháp như là tốt 3 tấn 1, hoặc là pháo 8 bình 5, hoặc là mã 2 tấn 3, hoặc là tượng 7 tấn 5 vân vân. Tuy nhiên thì đại bộ phận giới cờ đều công nhận lức cờ tốt 7 tấn 1 đối phó với cả mã 2 tấn 3 là rất hợp lý. Vâng, hai bên nhanh chóng triển khai, và Hồng Chí đấm binh, sau đó nhảy bình phong và hình thành lên thế trận bình phong mã tiên thủ. Vâng, mặc dù đây là một thế trận thiên về nội công, so đọ đường trường, nhưng mà dưới tay của các cao thủ mà thuộc trường phái tấn công thì chỉ sau vài lướt đi là có thể chuyển hình và sẽ tạo ra những cái cục thế vô cùng là chết chóc. Và đây là hình thế mà lặng về nội công và đặc biệt phù hợp với những kỳ thủ mà có sức tính trung tàn rất là ghê gớm. Bên đen mã 2 tấn 1, và bên đen mã 2 tấn 1 rồi. Như vậy là Triệu Hâm đã không đi lức biến quen thuộc, đó là xe 9 tấn 1. Và bởi vì Triệu Hâm tính rằng là Hồng Chí rất sở trường nếu như đối phương mà đi lức cờ xe 9 tấn 1 như này, thì khi đó bên đỏ có thể triển khai hình thế là xe 1 tấn 1, đối phương mà chạy pháo qua, à, chạy xe qua, thì bên Hồng Chí có thể nghĩ đến những cái phương án tác chiến rất là mạnh mẽ. Hai bên sẽ tạo ra một cái những cái trạng thái gọi là so đọ công phu rất hay. Đấy, đây là một hình thế đơn cụ thể mà Hồng Chí rất là sở trường thiện nghệ. Và Triệu Hâm có lẽ cũng đang nghiên cứu Hồng Chí rất kỹ trong cái tình huống này, cho nên anh quyết định là đi một nước cờ gọi là chờ đợi để xem là đối thủ đi đâu. Và đây cũng là một trong những biến hóa rất là căn bản, hình thành lên thế đơn đề mã để đối phó với cả bình phong mã tiên thủ của đối phương. Bây giờ đến lượt bên đỏ đi. Bên đỏ tách pháo biên và có thể mở xe một bình hai để bắt pháo tranh tiên. Ngoài lướt đi này thì bên đỏ có thể có nhiều phương án khác, ví dụ như là pháo 8 bình 9, hoặc là xe 1 tấn 1, hoặc là tự 7 tấn 5 đều được. Và đây là một ví dụ điển hình. Và bên đen xe 9 bình 8, bên đỏ xe 1 bình 2. Bên đen xe 1 tấn 1, Triệu Hâm đi cờ rất là chỉnh tề, thứ tự trước sau rất là hợp lý và gần như là không mắc sai lầm gì cả. Bên đỏ xe 2 tấn 4, bên đen lập tức tách pháo ngay. Và bây giờ nếu như Hồng Chí mà chạy xe 2 bình 4, xe 2 bình 4 để tránh đổi, thì đối phương chỉ cần tượng 7 tấn 5 là hình thành lên một thế khai cục cực kỳ mãn ý. Các quân chủ lực của bên đen đều đứng vào vị trí rất là đẹp và có sự liên kết chặt chẽ. Bên đỏ khó lòng có thể chiếm được tiên thủ trong cái hình thế này. Vì vậy là trong thực chiến thì loạn chiến vương Hồng Chí đã quyết định đấu xe để cướp tiên. Và sau lúc cướp tiên này thì bên đỏ bắt đầu triển khai thế trận tấn công theo cái ý đồ mong muốn của mình. Và Hồng Chí đã bộc lộ cái sở trường công sát rất là dữ dội
được một phong cách kỳ nghệ loạn chiến, một phong cách kỳ nghệ cực kỳ là cương mãnh, từng đã giúp cho Hồng Chí thành danh từ khi còn trẻ và đã tạo ra rất nhiều những danh cục trong suốt cuộc đời thi đấu. Bên đỏ, mã 7 tấn 6, ý đồ là cướp lấy tốt đầu, rất đơn giản. Bên đen, mã 8 tấn 7, giữ chặt tốt đầu. Bên đỏ ngay lập tức bình pháo vào trung tâm, dọa ăn tốt đầu vẫn là chiếm thực lợi. Và sau đó thì bên đen cất tượng lên. Bây giờ Hồng Chí tranh tiên bằng thủ pháp xe 9 bình 8, đối phương buộc lòng phải chạy pháo. Và bên đỏ không hề ngần ngại, lập tức mã 6 tấn 5, ăn tốt ngay. Và bây giờ hình thành lên một cái vấn đề đau đầu dành cho lục mạch thần kiếm Triệu Hâm. Nếu như bên đen mà mã 7 tấn 5 thì hình thế sẽ ra sao? Khi đó sự phát triển sẽ nghiêng hoàn toàn về phía bên đỏ. Hồng Chí tính rằng nếu mà đổi quân như vậy thì bên đen sẽ nằm ở cửa tử, khả năng thua trận là khá cao. Đấy, ví dụ như thế này, đơn giản là có thể lên sĩ thì bên đỏ chỉ cần đi lớp cờ điểm huyệt xe 8 tấn 5, phóng xe kỵ hà, dọa cắt qua tốt để có thể tấn công vào cánh trái mỏng yếu của bên đen. Ngoài ra bên đỏ lại dư ra binh 5, rồi có thể sẵn sàng tư thế là pháo 1 tấn 4 phối hợp công sát. Thì khi đó cánh quân bên phải của bên Triệu Hâm đang bị tê liệt, khả năng sẽ phải chịu những cái đòn đánh vô cùng là tới tấp. Lúc đấy với sức tính của Hồng Chí thì rất khó cho Triệu Hâm có thể đỡ được nếu như mà diễn biến ván cờ theo cái hình thế như thế này. Và Triệu Hâm với cả Hồng Chí thì đều nổi tiếng từ những giai đoạn năm 2006 cho đến năm 2008. Họ cùng với cả Uông Dương và Tưởng Xuyên ở thời điểm đó được coi là tứ đại thiên vương của kỳ đàn Trung Quốc. Hồng, Uông, Tưởng, Triệu là vang danh thiên hạ. Và mặc dù tuổi đời của họ có sự chênh lệch, nhưng mà đường cờ của bốn kỳ thủ này đều rất mạnh và họ gần như là luôn luôn nằm trong tốc đầu của các giải đấu đã qua. Và sau lớp cờ mã 6 tấn 5 này của bên đỏ, bên đen tất nhiên theo sự suy tính chung cuộc của Triệu Hâm thì anh ấy sẽ không đơn giản mắc bẫy một cách đơn giản, một cách bình thường như vậy. Triệu Hâm đã hoành xe trợ chiến ngay và mục đích là để chiếm lộ. Rồi, khi đó thì lộ 6 đã thuộc về bên đen. Bên đen có thể dễ dàng là xe 6 tấn 2, xe 6 tấn 5 đều mạnh. Hồng Chí bắt đầu phát động tấn công. Xe 8 tấn 5, nước cờ bắt buộc phải đi. Nước cờ này sẽ giúp cho Hồng Chí có thể yểm trợ cho cánh bên, yểm trợ cho cánh bên bằng thủ pháp là có thể ăn xe qua tốt. Ăn xe qua tốt, bởi vì các bạn biết rằng là con xe ở lộ 6 này của bên đen nó nằm chân mã cản của bên đối phương. Nếu như bên đỏ mà có xe 8 bình 3 mà tượng ăn lên thì bên đỏ vẫn có thể ăn lại xe chiếu tướng và lúc đấy vẫn có thể hơn đến 2 đầu binh và khả năng là cờ tàn Triệu Hâm sẽ thua. Bây giờ đến lượt Triệu Hâm đi. Triệu Hâm có hai phương án để lựa chọn. Phương án thứ nhất đó là xe 6 tấn 2. Đấy, bắt mã ép đối phương phải về mã. Sau đó thì bên kỳ thủ Triệu Hâm có thể tiếp tục xe 6 tấn 2 để chóc tử mã. Nhưng mà có lẽ là Triệu Hâm tính rằng là đối phương có thể phế tốt đầu. Phế tốt đầu, bên đen ăn xe vào thì bên đỏ sẽ có thời cơ cắt xe qua, sau đó sẽ dọa lướt đi là thoái xe để mời đấu và dư ra đầu binh 3 và thậm chí là mã lộ 3 được khai thông nữa. Thì lúc đấy là khả năng bên đen do tác chiến con mã ở đường biên này hơi lạc vị, vì vậy là vẫn kém phân cửa tàn so với cả Hồng Thiên Vương. Và các bạn thấy rằng là nếu như mà đi như vậy thì rõ ràng là bên đỏ sẽ được lợi, và lý do đó đã khiến cho Triệu Hâm đã củng cố bằng nước cờ sĩ 6 tấn 5 trước khi nghĩ đến bối cảnh là xe 6 tấn 2 để chóc mã. Hồng Chí ngay lập tức xuất thủ, ăn xe qua tốt. Nhưng phân tích bên đen mà tượng 5 tấn 7 thì đối phương chắc chắn là sẽ mã 5 tấn 4 ăn lại cây. Và lúc đấy các bạn thấy rằng là bên đỏ đang hơn bên đen tới 2 đầu binh và vị trí quân lực xe pháo mã pháo mã rất khỏe. Bên đỏ sau này chỉ cần là binh 3 tấn 1 đuổi tượng tranh tiên là con mã lộ 3 sẽ vút lên để phối hợp. Và lúc đấy là với công lực cờ tàn của các vị đại sư hàng đầu của Trung Quốc thì hình này là hình mà bên đỏ
không mấy khó khăn để có thể giành được chiến thắng. Bây giờ trở lại với thực chiến, sau khi đối phương cắt xe qua tốt, lập tức Triệu Mâm nhấc xe lên ép đối phương phải về mã. Vâng, lực đi gần như bắt buộc của cả đôi bên. Bây giờ đến được Hồng Chí sử dụng xử lý tiếp theo. Vâng, Triệu Mâm rút pháo về với mong muốn là bình vào lộ 7 để đuổi con xe án ngữ tuyến hà rất là mạnh của bên Hồng Chí. Vâng, án ngữ tuyến hà rất là mạnh của bên Hồng Chí. Hồng Chí buộc lòng phải nghĩ cách để có thể chạy xe 3 thoái 1. Sau đó thì giải pháp tiếp theo là đỏ đã xe 3 bình 2. Và bây giờ đến lượt bên đen đi. Bên đen pháo 7 tấn 6 ăn tốt đẻ má dọa bắt tượng. Bên Hồng Chí tiếp biến bằng thủ pháp binh 5 tấn 1 rất là mạnh mẽ, xông thẳng tốt qua trận địa của đối phương, chấp nhận là bỏ tượng. Và phong cách kỳ nghệ của Hồng Chí là kỳ thủ dám mạo hiểm, hy sinh, dám chênh vênh trận thế để tạo ra những cục diện đối công theo sự mong muốn của mình. Và Hồng Chí cực mạnh khi mà phối hợp công sát. Đây là một kỳ thủ có cái sức tính sáng tạo vô cùng là tuyệt vời. Bây giờ đến lượt Triệu Hâm đi. Triệu Hâm bình xe qua, ép đường mã, khiến cho Hồng Chí phải thoái lui. Và sau đó là lướt cờ vật tượng để đoạt lấy thực lợi về hàng phòng ngự của bên đối phương. Và sau này có thể hy vọng đột phá vào cánh phải của bên đỏ. Sau lướt cờ này thì đến lượt bên đen đã bắt đầu là dàn trận một cách khá là chỉnh tề và có mong muốn là đối công xô sát với cả đối thủ. Triệu Hâm đi lướt cờ nhẹ nhàng binh 1 tấn 1 để khai thông mã biên. Lướt cờ này không hẳn là không hay, nhưng mà để về ý đồ sâu xa và sự tinh tế trong việc vận hành quân lực và ưu tiên cho cục thế thì có lẽ lực cờ binh 1 tấn 1 này nó khá chậm, nó không đảm bảo cho Triệu Hâm có thể phát động những cái thế đối công một cách ác liệt hơn về phía bên đỏ. Và điều này đã giúp cho bên đỏ tận dụng được thời cơ để tăng cường hỏa lực cho tiền tuyến. Và thay vì lực cờ là binh 1 tấn 1 này thì kỳ thủ Triệu Hâm có thể nghĩ đến phương án đó là pháo 4 bình 3 đe dọa tốt 3 tấn 1 và nhòm ngó từ xa vào vị trí lộ 7 khá yếu của bên đỏ. Thì lúc đấy bên đỏ sẽ hình thành lên một cái thế lo lắng hơn về phần hậu phương của bên mình. Và tuy nhiên thì thực chiến thì Triệu Hâm đi lướt cờ binh 1 tấn 1 là theo một cái tư duy rất là thông lệ. Đến đây thì Hồng Chí bắt đầu tấn công binh 5 tấn 1 và đội tốt qua sông ngay. Đối phương xe 4 bình 7 dọa bắt mã. Bên Hồng Chí lao mã lên một cách rất là gan dạ và dám chấp nhận hy sinh ở cánh bên để có thể tấn công một cách mạnh mẽ về phía đối thủ. Và Hồng Chí là người sẵn sàng là một đi không trở lại khi mà đương đầu với các đại địch. Hình cờ tiếp theo, bên đen xe 7 tấn 3 rồi và buộc phải đi như vậy vì mã đang bắt xe. Và lướt cờ này cũng sẽ giúp cho bên đen về sau có thể kiểm soát lấy hàng tốt và án ngữ đường phát triển thế công của con mã 7 của bên đỏ. Bên đỏ giật xe về tuyến đáy, mục tiêu là để tránh thủ pháp gây khó chịu của Triệu Hâm, đó là pháo 7 bình 9. Nếu để cho bên đen mà thực hiện được âm mưu tách pháo ra biên dọa chiếu rút thì khi đó bên đỏ sẽ phải khốn đốn để có thể vất vả phòng ngự từ xa. Các bạn thấy rằng là đường cờ của Hồng Chí rất là có sự uyển chuyển và liền mạch và một cái tư duy rất là hài hòa. Và đang công nhưng vẫn có thể nghĩ cách để có thể phòng ngự, tránh những cái đòn đánh nguy hiểm từ xa của đối phương. Bây giờ đến lượt bên đen đi. Bên đen tiếp tục bốc mã để chuẩn bị tăng cường cho trận địa phía sau. Và tuy nhiên nước cờ mã 1 tấn 2 này có lẽ là phần hơi tiện tay và theo một cái tư duy bình thường của Triệu Hâm. Và ai cũng nghĩ rằng là tăng cường thêm hỏa lực ở phía trên là rất tốt. Con mã này về sau nó có thể áp sát trận địa, nhảy mã 2 tấn 3, đè mã và đe dọa vào pháo đầu của bên đối thủ, và là khiến cho cái ý đồ tấn công của bên đỏ sẽ bị phá sản. Tuy nhiên thì bên đen vẫn có thể ưu tiên cho cái cục diện lâu dài là có thể đi lướt cờ pháo 4 bình 3, vẫn đe dọa vào cái lộ 7 của đối phương trước khi bốc pháo 1 tấn 2 thì có khi là sẽ hay hơn so với lướt cờ thực chiến. Và bây giờ thì đến lượt bên Hồng Chí đi. Hồng Chí quả quyết
Vâng, tấn công một cách gọi là ác liệt vào trung lộ của Triệu Mâm, đột phá thẳng vào đường Lăng bằng nước cờ binh 5 tấn 1 soi thẳng vào tượng Ngũ. Bên đen mã 2 tấn 3 đe dọa dùng mã để đổi lấy pháo chiến của bên đỏ. Nếu như bên đen thực hiện được ý đồ đó thì bên đỏ sẽ vạn cần nguy hiểm khi bên đỏ đã bị gãy một tượng và không có thế công tiếp theo. Và Hồng Chí rất can dạ tiếp tục tấn pháo lên để bảo toàn cái ý đồ là pháo đầu trấn trung đầy uy lực, dọa nước cờ là tốt 5 bình 6 hoặc là tốt 5 tấn 1. Và đến đây thì đến lượt Triệu Hâm đi. Và sau một hồi suy nghĩ, Triệu Hâm quyết định vươn pháo lên, mở màn một cuộc phản kích. Và Triệu Hâm cũng là một kỳ thủ tiêu biểu của trường phái tấn công, và đặc biệt đây là một kỳ thủ có lực xô sát cũng rất là mạnh, và có thể lối đánh không có sự mềm mại uyển chuyển mà có những cái đường lắt léo vòng vèo như Hồng Chí, nhưng mà một khi mà giành được ưu thế thì Triệu Hâm cũng là người tấn công một cách quyết liệt và thường tạo ra những sát cục kinh hồn. Và đây là một thủ pháp phản kích vô cùng là đáng lên của Triệu Hâm và đang đe dọa phản nhập trung pháo. Tiếp theo bên đen ăn tốt xuống tượng và mở màn cuộc đột kích phá tan hàng phòng ngự trung lộ rất dày của bên đen, với hy vọng là sau này xe pháo mã sẽ hiệp đồng tác chiến và tạo ra một cục diện nguy hiểm dành cho Triệu Mâm. Và ván đấu đang bước vào một giai đoạn cao trào của một cuộc đã gọi là đối công xô sát. Bên đen pháo 4 bình 5, bên đỏ vô cùng là quyết liệt và có kiến thức hơn người. Và mã 7 tấn 5 nhảy mã lên để đỡ trung lộ, một đường cờ rất xảo diệu. Đường cờ này không những giúp cho bên đỏ có thể an toàn ở phần trung tâm, ngoài ra là đang có thể ám phục nước cờ pháo 1 bình 8 bình pháo qua, sau đó sẽ dọa đâm đáy sau, hoặc là sẽ có thủ pháp là binh 5 tấn 1 này đang dọa nước cờ binh 5 tấn 1 rất là lợi hại, sau đó có nước cờ nhảy mã tới chiếu tướng và phối hợp với con xe lộ 2 đâm kịp hạng đấy, thì khi đó là bên đỏ thì có quân lực tác chiến nó nhanh hơn so với cả bên đen, vì bên đen chưa kịp tách pháo ra biên để mở màn một cuộc công sát. Đấy, các bạn thấy rằng là lực cờ nhảy mã đỡ trung lộ của bên Triệu Hâm của bên Hồng Chí rất là cao tay. Và để diệt trừ đi con tốt gây họa thì bên Triệu Hâm bắt buộc phải tượng 3 tấn 5. Và bởi theo phân tích mà không diệt trừ con tốt đấy thì con tốt đấy sẽ nhắm mắt quánh thẳng vào trung tâm của hậu phương bên Triệu Hâm, buộc bên Triệu Hâm phải tướng lập tấn 1, thì khi đó bên đỏ sẽ có nhiều thủ pháp tấn công tiếp theo. Và bây giờ thì bên bên đỏ đi. Bên đỏ bình pháo qua hỏi cục, bên đen buộc xuất tướng rồi, không có sức cờ thứ hai. Sau đó là những nước cờ dờn qua, dờn lại của đôi bên, và những nước cờ dờn qua, dờn lại của đôi bên. À, các bạn thấy là hai bên đang gọi là thăm dò ý định của nhau. Đây không phải nước cờ bất biến để cầu hòa, mà đây là một nước cờ nó đang mang tính chất là giao đấu về mặt tâm lý của hai bên, xem bên nào có thể cưỡng cờ trong cái bối cảnh này. Và tất nhiên là bên đen thì không thể nào mà lên sĩ được, vì bị đối phương là mã 4 tấn 2 chiếu tướng có khả năng chết xe ngay. Vậy là vẫn phải vào tướng và ra tướng, còn Hồng Chí mới là người có thể mở cờ. Như vậy sau một vài những lớp cờ thăm dò mang tính chất là khiêu chiến về mặt tâm lý thì Hồng Chí quyết định đi nước cờ phế mã, một trong những đặc trưng về phong cách kỳ nghệ của loạn chiến thiên vương vô cùng đặc sắc và đầy tính đột phá và sáng tạo cao, phi thẳng mã vào miệng của bên địch thủ. Và nếu như bên Triệu Hâm ăn mã lên thì Hồng Chí sẽ nhẹ nhàng ăn xe qua, đang dọa sát. Và xin nhắc lại các bạn là đang dọa sát nhé. Nếu đối phương xuất tướng là sẽ xe 2 bình 4 chiếu tướng rồi lại tách pháo 4 bình 8 là dọa cục và tuyệt sát ngay. Còn nếu đối phương mà chạy xe vào giữ mặt thì Hồng Chí cũng sẽ có lực cờ phế xe cũng vô cùng là điệu nghệ. Đấy, các bạn thấy không? Như vậy là bên Triệu Hâm không thể nào mà có thể ăn mã được, không thể nào ăn mã được trong cái tình huống này. Và Triệu Hâm buộc lòng phải giật xe về. Và lớp cờ nhảy mã rất tài quái của Hồng Chí, một đòn đánh cực kỳ là quái gở, đang ép cho bên đen rơi vào trạng thái bị động. Và sau lớp cờ này thì đến lượt bên Hồng Chí đi. Hồng Chí tách pháo qua, tiếp tục phế cây. Cả mã cả pháo của bên đỏ đều nằm trong sự nhòm ngó của bên đen, và mã không thể ăn lên được vì sẽ bị lớp cờ pháo đâm đáy là cục ngay. Còn nếu như mà xe ăn vào
Nếu như mà xe ăn vào pháo, nếu xe ăn pháo thì sẽ bị nước cờ mã 2 tấn 3 đang dọa sát, và đang dọa sát nhá. Xin nhắc lại các bạn là đang dọa sát đấy. Ở đây là cái thủ pháp tiếp theo này. Này, thủ pháp như thế này là sẽ bị soát ngay. Đấy, các bạn thấy là liên hồi những nước cờ phế cây dọa sát cực kỳ đẹp mắt của loạt chiến thiên vương đang khiến cho lục bạch thần kiếm gọi là tả xung hữu đột, nhưng mà đỡ ngược đỡ xuôi và gọi là tứ diện sở ca, bốn bề đều thọ địch. Tiếp theo, sau nước cờ tách pháo phế cây thì dĩ nhiên là bên đen không thể ăn pháo, không thể ăn mã được, buộc lòng xuất tướng. Hồng Chí đã đi thêm một nước cờ điểm huyệt mang tính chất đỉnh cao nữa và cực kỳ đẳng cấp, tiếp tục là đòn tấn pháo bắt xe, và lại là một đòn tấn pháo bắt xe. Và nếu như bên đen mà ăn xe và pháo thì vẫn dính cái đòn đó của bên Hồng Chí thôi, vẫn là tam tử tấn công vô cùng là ác hiểm, xe vào mã chia thành hai phía oánh dồn dập, khi đó bên đen sẽ vô phương cứu chữa. Đấy, cho nên là bên đen tiếp tục lại phải đối phó với nước cờ này của bên Hồng Chí. Bên đen chạy xe tới, và bên đen chạy xe tới để có thể gọi là ghim cừu và ám phục nước cờ mã 3 tấn 2. Bây giờ thì đến lượt Hồng Chí đi. Và sau nước cờ này thì Hồng Chí đã bắt đầu nghĩ đến những phương án tác chiến cực hay. Pháo 5 bình 9, và pháo 5 bình 9. Pháo 5 bình 9 là nước cờ chuyển pháo cực kỳ là nghệ thuật trong cái bối cảnh này. Một nước cờ chuyển pháo mà có lẽ là rất là độc đáo và đặc sắc trong cái tình huống tiếp theo. Bây giờ đến lượt Triệu Hâm đi. Và một hồi suy nghĩ thì Triệu Hâm quyết định bay mã đối công. Nhưng có lẽ đây là một sai lầm chết người của danh tướng của tỉnh Chiết Giang. Và có lẽ là Triệu Hâm đã không tính được những cái đường sát nhanh hơn của bên địch thủ. Và anh ta nghĩ rằng là lúc này trận địa của Hồng Chí đã bộc lộ sơ hở, và Triệu Hâm đã tăng cường tốc độ tấn công. Và nếu Triệu Hâm thắng ván đấu này thì kết thúc 3 ván đấu đầu tiên của vòng quần chiến chung kết, Triệu Hâm với 2 thắng 1 hòa chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để đoạt được bích quế viên bôi. Tuy nhiên thì có lẽ sau này khi mà phân tích lại bán đấu thì ở hình cờ này thì kỳ thủ bên đen và kỳ thủ bên đen vẫn lên dùng mã để ăn mã, vẫn lên dùng mã ăn mã. Đấy, bên đỏ ăn qua thì bên đen có thể đi nước cờ bình xe để dọa sát, lúc đấy sẽ hình thành liên thế đấu quân và hai bên sẽ chuyển cờ tàn. Bên đỏ vẫn nhỉnh hơn nhưng mà thế trận của bên đen vẫn chơi được, và bên đen vẫn thể chơi được trong cái bối cảnh này. Đấy, ví dụ như này. Đấy, các bạn thấy rằng là nếu như mà đánh như thế này thì về sau là cả hai bên quân lực sẽ giảm bớt đi rất nhanh, và nhiều khả năng là có thể sẽ có kết quả hòa. Và tuy nhiên thì trong một bối cảnh mà hai bên đang khiếu chiến một cách ác liệt như vậy thì Triệu Hâm nghĩ đến giải pháp tình huống, đó là nhảy mã đối công, và đã mắc một sai lầm quá lớn. Hồng Chí dâng xe lên, và Hồng Chí dâng xe lên và vừa để phòng ngự và vừa để tìm đường vỗ xe vào mặt vô cùng là lợi hại, và vỗ xe vào mặt vô cùng là lợi hại. Bây giờ thì ăn mã đã muộn rồi khi mà Hồng Chí vỗ xe chiếu tướng. Và vỗ xe chiếu tướng, lẽ ra thời điểm này Triệu Hâm mà bình tĩnh có thể đi nước cờ pháo 5 bình 6 thì vẫn có thể chơi được trong cái tình huống này. Đấy, chơi được trong tình huống này. Khi đó thì vẫn là khả năng là sẽ bị chết lại cây, nhưng mà bên đen vẫn có sự nhòm ngó nhất định. Và tuy nhiên thì sai lầm lại lối tiếp sai lầm, Triệu Hâm đã vào tướng một cách khá là tiện tay và đã dẫn đến một ván đấu với kết cục thê thảm. Triệu Hâm vào tướng và đối phương đã nhẹ nhàng bình pháo trở thành phạt chung, dọa nước cờ pháo 9 tấn 4 tuyệt sát ngay. Và lúc này đây thì bên đen đã không còn thể cứu vãn rồi, bởi vì dù có nhảy mã chiếu tướng thì đối phương vẫn có nước cờ xuất tướng để tránh đòn. Nếu như mà vỗ xe vào mặt thì bên đen và bên đỏ vẫn có thể ăn xe về, và sau đó vẫn dọa nước cờ, xin lỗi các bạn, vẫn dọa nước cờ pháo 9 tấn 4 tuyệt sát, không gì có thể đỡ được trong cái bối cảnh này. Như vậy là ván đấu rất hay đã kết thúc
trong một cái sự giằng co và chỉ tranh nhau đúng một nhịp đánh thôi. Vâng, Hồng Chí Thiên Vương đã có một ván cờ để đời tại đích của Viên Bôi. Tiếp theo những ván đấu cực hay trước Liễu Đại Hoa hay là Trịnh Đồng. Và sau này ở giai đoạn lượt về, tức là 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, 6 của vòng chung kết, thì Hồng Chí đã có kết quả rất là tốt với một ván hòa với cả Triệu Hâm, một ván hậu thắng Vương Nhất và một ván chiến thắng cuối cùng trước Lã Khâm để có thể ngược dòng thành công bằng tuyệt cảnh trùng sinh và đã ngoạn mục đoạt được chức quán quân của giải cờ tướng quán quân Trung Quốc tranh cúp Bích Quế Viên Bôi. Đấy là một giải đấu đầy uy tín và chất lượng cao, và mùa giải 2016 Bích Quế Viên Bôi đến thời điểm này vẫn được coi là trong những mùa giải thành công nhất, hay nhất, hấp dẫn và cảm xúc cũng như là có sự cao trào kịch tính nhất, khi mà có sự xuất hiện của bốn cao thủ Thiên Vương nằm trong những nhóm đầu tiêu biểu cho trường phái tấn công của Trung Hoa Kỳ Nghệ. Như vậy là ván đấu đến đây là kết thúc, và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình bình luận của các ván cờ tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã ủng hộ và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.